ơi, hai các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Stormy Gaming ha. Ok, và trong cái phần mình làm về siêu nhân trắng giả đến lại siêu nhân thật á, thì đã có một bạn yêu cầu mình là anh ơi hãy làm PUBG trong season 5 đi. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm PUBG trong season 5 ha. Và hôm nay mình sẽ làm một cái phiên bản rất là đặc biệt, đó chính là mình sẽ cho nó để đi chiến đấu với zombie ha các bạn ha. Thì như các bạn cũng đã biết thì PUBG nó là một cái game sinh tồn ha, một cái game survival. Đó, thì hôm nay mình áp dụng cái zombie và cái zombie ngày hôm nay nó cũng có sinh tồn luôn ha. Thì nó sẽ có cái thể lực, nó sẽ có nước và nó sẽ có cái đói bụng. Đó, và cái nhân vật này thì mình đã cho lượm được một cái nón cấp 1 với lại một cái ba lô cấp 1 rồi ha các bạn ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm thêm những cái món đồ khác. Thì mình muốn tìm kiếm những món đồ khác thì mình phải vô thành phố các bạn ha. Và sau khi mình giết được mấy con này á là mình có thể loot đồ. Đó, bây giờ mình sẽ loot đồ cho các bạn xem nè. Đây, con này nó trong cái này rồi. Đó, bây giờ mình loot đồ cho các bạn xem nè. Đó, trong PUBG thì nó sẽ có một cái thùng ha. Con này nó không có thùng thì mình sẽ loot thẳng vô người đó luôn. Đó, mình có thêm một cái súng vác đằng sau luôn nè. Đó, mình sẽ loot đồ. Đó, mình sẽ đi thu thập đồ ha các bạn ha. Để mình có thêm được nón và ba lô cấp 3 nữa. Ok. Đây có rất là nhiều zombie nữa các bạn. À, và những con zombie này rất là dai. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng trực thăng này để mình đi vô thành phố ha các bạn ha. Để mình có thể là mình loot được nhiều đồ chút xíu. Đó, nước mình nó sắp hết rồi nè các bạn. Ok. Bây giờ thì mình sẽ lên trực thăng để mình vô thành phố ha các bạn ha. Vô thành phố thì nó mới đông. Còn đây thì zombie nó phải leo lên núi đó các bạn, cho nên là nó hơi ít zombie. Thì đây đúng là mới gọi là sinh tồn rồi các bạn. Chiến đấu với zombie mới gọi là sinh tồn cực mạnh nè. Đó, thì mình sẽ sử dụng nhân vật PUBG vào đây nữa. Thì một cái kịch bản gọi là PUBG Survival nó sẽ hoàn hảo hơn trong cái game cực kịch 5 của mình ngày hôm nay ha các bạn ha. Đó, và nếu các bạn thích thì các bạn đừng có ngần ngại bấm like và bấm subscribe để ủng hộ channel mình nha các bạn ha. Đó, các bạn thấy đường phố khi mà đi trực thăng ở trên cao của thành phố Los Santos thì rất là đẹp các bạn ạ. À, bây giờ thì mình sẽ vào thành phố mình nhảy dù. Giống như là PUBG streamer vậy các bạn. Đây, thành phố đây. Mình đảm bảo với các bạn là trong đây rất là đông zombie luôn các bạn. Để có thể là khó khăn, rất là khó khăn để cho mình sinh tồn. Đây thì mình sắp hết nước rồi các bạn. Mình phải đi loot đồ để mình chế tạo thêm nước. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhảy dù đây ha các bạn ha. Đó. Ê, what the fuck. Trời ơi, dưới cái cây hả, cục đèn này mới ghê chứ. Đó, mình vừa nhảy xuống là có zombie liền luôn rồi nè. Trời, trong đây cũng có tiếng cảnh sát nữa hả? Hỏi mấy cái con này có con có đồ, con không có đồ. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái con xe mà giống như trong PUBG ra để mình chạy ha các bạn ha. Mà trước khi chạy thì mình phải đi loot đồ một xíu đã. Mình có thể là khỏi cần dùng xe cũng được nữa các bạn. Đó, tại vì cái súng của mình nó có tích hợp mỗi cọng dây của Batman. Đó, nó có thể bắn và để giật dây lên trên ha. Nếu như khi nào mà mình gặp nguy hiểm á thì mình có thể đu lốc nhà được. Và
mình phải loot thật nhiều đồ để mình mới có nước mình uống, mới có đồ ăn mình ăn. Đó, trong cái súng của mình nó vừa có đạn mà nó vừa có dây nữa. Mấy con này phải bắn trên đầu nó mới dễ chết các bạn. Đó, mình có thể lực nữa, khi mà mình chạy mệt quá thì cái anh thể lực nó sẽ báo là mình đã hết thể lực. Mình đứng ở đây bắn đi. Ê chết mẹ, hên quá. Quá xem kia đi. Đó. Đó, mình có thể treo ở lên đây được nữa nè. À, giờ cái này nó xa quá cho nên là mình không có treo được hả các bạn ha. Ở cái con xe này cũng giống như cái con xe trong PUBG này các bạn thấy không? Nhưng mà cái con xe này nó bị hư rồi. Thế nên muốn chạy được là mình phải sửa. Đó, mình phải sửa nó mới được. Nó chết rồi. Đó, mình có thể là mình bắn, mình kéo, mình giật lên cũng được nè. Đó, mình có thể là như là móc mấy con zombie lại với nhau luôn. Đó, móc dính chùm vậy nè, là nó không có di chuyển được. Rất là tiện cho mình. Chết cụ mày đi. Đó, mấy con mà nó dính quá nhiều dây như thế này á, thì mình không thể nào mình loot đồ được. Khó mà loot đồ lắm các bạn, giống như là nó không có cho mình loot á. Chết mày đi. Đó, còn không dính dây vậy thì mình có thể dễ dàng mình loot đồ nè. Ồ, nguyên cục dây luôn cơ. Đó, bây giờ thì mình loot được rất là nhiều đồ rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo nước và thịt để mình uống nước và mình ăn hả các bạn ha. Đây mình có nước rồi nè. Nhưng mà mình phải cần một cái kem. Một cái kem phai. Mình cần một cái như là cắm trại. Để mình mới có thể là mình chế tạo được. Ok, để mình đi vô đây đi. Đó, mình đặt đại đây luôn. Súng đâu? Mày mất dạy mày. Chỗ anh đang ăn uống. Lút đồ. Đó, bây giờ thì mình sẽ chế tạo nước ha. Do là nước bây giờ mình đang rất là thiếu. Để bây giờ mình chế tạo nước nè. Đó, nhưng mà mình chế tạo mới con bình nè. Nước ở trong đây rất là cần ha các bạn ha. Ê trời ơi, một phát xếp nữa chết rồi. Nó lại gần mình vãi đạn luôn. Đó, bây giờ thì mình sẽ uống nước trước. Đâu rồi, Link Water nè. Rồi, hết nước luôn. Đó, nước của mình được giải khát đáng kể rồi. Ê nguy hiểm quá. Lút đồ, lút thêm đồ để mình chế tạo thêm nước. Ôi, cái lửa mình đâu rồi? Giờ tự nhiên mất luôn. Rồi để mình coi lại thử cái kem của mình ha, tự nhiên nó mất luôn à. Đây cái kem file của mình đây. À, do nãy chắc là mình lấy lại á. Rồi mình hết sụt rồi, mình hết sụt rồi, mình có thể chế tạo nước rồi. Đâu rồi? Bây giờ mình phải đi hả, lấy lại cái ngọn lửa này của mình. Đó. Mình sẽ lấy chiếc xe giống như PUBG ra để mình chạy ha. Đó thưa các bạn, và đây là cái con xe mà giống y chang là cái con xe PUBG trong game vậy đó. Con xe này chạy cực đã luôn nha các bạn, và cực nhanh luôn á. Ở cái này thì giống như là game PUBG luôn rồi, chứ không phải là game hả GTA 5 nữa. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắn mang này lấy sụt thôi các bạn ha.
Đó, rất là nhiều sword. Trời, bắn cái nó dính vào mình chia luôn kìa. Ghê thiệt chứ. Quá trời zombie luôn các bạn ơi. Hôm nay là sinh tồn là hơi mệt rồi đó. Đây có zombie nè, hai con nè. Chết hết. Đó, mình phải gắng thu thập thật là nhiều sword, mình phải loot thật là nhiều sword để mình mới có thể là chế tạo được giáp 3. Đó, với lại ba lô 3 rồi mũ 3 nữa ha các bạn ha. Rất là khó khăn. Coi chừng hồi nó phá xe của mình là mình chạy hết được luôn á các bạn. Đó, mỗi con nhân vật và bộ đồ y chang trong PUBG luôn, rất là đẹp các bạn ha. Mày hả con? Trời ơi, còn có tiếng xe cảnh sát nữa kìa, ghê thiệt chứ. Đụng mày luôn. Bên đây mới đông nè các bạn. Rồi do là bắn dính cọng dây á, cho nên là nó bị cọng dây kéo về. Đó, rất là đã các bạn. Giống như là đang chơi PUBG luôn vậy đó. PUBG. Ờ, thằng này chưa chết, nó chịu bị dính vô cọng dây thôi. Đó, giờ thì loot được rồi nè. Vẫn chưa loot được, nó bị dính vô cọng dây rồi. Quá trời zombie luôn. Rồi, nó ra quá trời luôn rồi. Do ở đây là nằm trong cái lùm cây á, mình phải đi ra chỗ nào mà nó thoáng thoáng á, mình mới dễ bắn được các bạn, mới dễ quan sát. Đây, đây có mấy chú đây nè. Ê, mình chưa lấy súng. What the fuck? Mày hả con? Chết mày chưa? Ok, và cái khoảng thời gian nãy giờ thì cũng đủ cho mình là có thể là chế tạo được cái nón 3 và cái ba lô 3 rồi các bạn ha. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy nón 3 và ba lô 3 ra luôn để đội lên chỗ đẹp. Cái đội cái mũ 1 với lại ba lô 2 này xấu quá các bạn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ chạy vô trong căn nhà này để mình loot đồ thôi các bạn ha. Mình coi thử coi là có cái gì loot được không. Wow, cái này cái gì đây các bạn? À, cái này là cái giáp 3. Ôi ôi, ngon quá. Được một cái giáp 3. Đó, mình sẽ chạy loot đồ. Mình thử coi có đồ gì để cho mình loot được không. Ê, chứ lẽ nãy mình phải chạy xe vô đây chứ ha. Ê, đây thì xa quá. Đây chắc không có đồ cho mình loot rồi. Rồi, hết thể lực rồi. Đó, cái này chơi là cần phải có thể lực nữa. Mình phải đợi cho cái thể lực của mình nó đầy lại thì mình mới có thể chạy được nữa. Hồi nó bu đông quá các bạn ơi. Con xe mình đâu rồi? Con xe mình đâu bên kia? Đó. Hên quá, nãy giờ vô đây loot được một cái giáp 3. Tiếp tục loot đồ của mấy anh này. Mày hả con? Mày hả? Ok, bây giờ thì mình sẽ bỏ đống lửa để mình chế tạo một cái nón 3 với lại một cái ba lô 3 các bạn ha. Đó, như hồi nãy. Một cái campfire.
Đó, mình sẽ đóng lửa đây. Rồi mình sẽ lại đây để mình chế tạo. Đó, sau một hồi chế tạo thì mình có được một cái nón ba nè các bạn. Trời ơi, cái nón ba đẹp vãi cái đái luôn các bạn. Nhưng bây giờ zombie nó ra đông quá, mình phải di chuyển qua chỗ khác thôi. Chết mẹ con xe mà dính vô cung dây luôn rồi. What the hell is that? Phải cái đái. Trời ơi, làm đầu dưới xe luôn mới ghê chứ. Ơi ơi ơi, đừng cứu em. Ơi ơi, đừng bậy lắm nha mấy anh nha. Anh chơi vậy là chết em đó. Mình né trâu bò lắm các bạn, zombie mà. Ôi trời ơi, mình chế tạo cái nón ba các bạn thấy không? Quá trời đẹp luôn. Đúng là cái nón ba huyền thoại. Mày hả con? Đó, bây giờ thì mình sẽ tạo thêm một cái ba lô ba nữa ha. Mình sẽ chế tạo thêm một cái ba lô ba nữa. Nó mới đẹp. Đó, ba lô ba, nón ba nó mới đẹp. Ờ, quá trời đồ cho mình lướt luôn nè. Mình lướt thoải mái luôn. La la la. Đồ. Ôi ôi. Ghê quá các bạn ơi. PUBG vô bắn zombie gắt thiệt. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi uống nước ha. Đó, đây là nước của mình nè. Đó, uống cái đầy nước luôn. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình chế tạo thêm một cái giáp ba nữa. Và một... Ê ê, what the hell. Á, à, chơi ngu rồi, đứng gần đống lửa cháy luôn. Đó, mình sẽ chế tạo thêm một cái ba lô ba. Và ok các bạn, mình đã chế tạo thành công một cái ba lô ba nè. Trời ơi, đẹp quá các bạn. Đó, và sau khi chế tạo thành công mũ ba ba lô ba thì bây giờ mình sẽ đổi luôn cái bộ đồ luôn ha các bạn ha. Đó, hồi nãy thay vì nó mặc áo tay dài quần dài thì hôm nay mình sẽ cho nó mặc áo ngắn quần ngắn ha các bạn ha. Chạy nhìn nó mới sexy á các bạn. Ôi ôi, quá đẹp các bạn ơi. Này đúng là hả PUBG luôn rồi chứ không phải là GTA 5 nữa rồi. Mà chết mẹ con xe mình, nó bị dính vô cục dây, nó chạy không được rồi, làm sao bây giờ. Đây, đây một có một cái tàu điện ngầm nè. Để mình xuống thử cái tàu điện ngầm này coi nó còn có thể là có ai chạy đây không à. Nó còn có thể sử dụng được không các bạn ha. Trời ơi, cái tướng chạy giống y chang, nhìn thấy ghét thiệt chứ. Đó, đây là một cái ga tàu điện ngầm bổ quan. Tại vì cái thành phố này nó bị virus zombie rồi. Cho nên là chắc chắn là sẽ không còn ai hoạt động dưới đây nữa. Đây như nó có thang máy rồi đúng không các bạn? Đúng rồi, đây là thang máy nè. Nhưng mà cái thang máy này cũng không sử dụng được nữa. Đây là một cái máy bán hàng tự động. Máy bán hàng tiện lợi. Rồi cái này phải đi xuống đó nè. Đó, mình sẽ đi xuống đây thử ha. Mình là người đi săn zombie mà các bạn. Rồi, ở đây cũng không có ai, rất là vắng. Cũng không có zombie nữa. Rồi, mình sẽ đi lên. Chạy mỏi giò luôn các bạn. Từ lát mình lấy cho nó một cái xe máy. Ok, tranh thủ dưới đây thì bây giờ mình sẽ lấy cho nó một chiếc xe máy luôn ha. Đó, cần gì phải xoắn các bạn, mình cho nó chơi luôn nguyên con xe Batman luôn nè. Á, PUBG chạy xe Batman mới dữ. Đó, kiểu này là ra chiến zombie được nè các bạn. Trời ơi, dính vô ông dài luôn. Kéo ông đi luôn nè. Trời, what the fuck? Bay luôn. Á, tự nhiên cái bị rớt bay luôn. Ê, từ từ, từ cẩn thận nha. Á, tự nhiên bắn ổng là lôi ổng đi, tự nhiên cái bay khỏi xe luôn. Á, chứ nó bị gì á. Trời, bên đây quá trời zombie luôn nè các bạn.
chết mày. Loot đồ. Đó. Đó, một bộ này nhìn sexy vãi cái đáy luôn các bạn. Mình cho nó treo ở đây nè. Ồ, treo lên không được. Trời ơi, mình đây quá chơi zombie luôn. Này mình phải kiếm một chiếc xe nào ở đây để mình chạy đi mới được. Con xe được nè. Nhưng phải sửa nữa. Ôi sửa lâu lắm các bạn. Mày zombie hả mày? Tụi mình kiếm xe khác. Đó, mình cho chơi xe cào cào. Đụng nó chơi nè. Nó cào cào móc đầu nè. Ở thành phố này đang bị virus zombie tấn công rất là ác liệt rồi các bạn. Đi đâu cũng thấy zombie hết trơn á. Đó, xe này các bạn có thể là dễ dàng leo được mọi địa hình luôn. Địa hình nào cũng được, rất là dễ di chuyển. Đó, nhìn bộ ba với Paloma hả, đẹp vãi cái lờ luôn các bạn. Đó, bên đây có zombie nè. Quá trời dây vợ luôn kìa. Ơ chết mẹ. Bị gì nữa trời. Ê chết tôi. Cậu miếng máu nữa hả? Trời ơi, thật là đau đớn khi mà tự mình hại mình, tự mình giết mình, tự mình hả? Làm mình hết máu rồi, zombie nó cắn chết mình luôn mới ghê chứ. Vãi cái nồi thiệt. Rồi giờ tàn hình luôn rồi. Đó, mình vẫn còn Paloma, mình vẫn còn Zappa ha các bạn ha. Đó, mình vẫn còn mũ ba và mình vẫn có súng bình thường đàng hoàng. Sao hết để mình chở bơm nữa coi. Thôi cho tôi bay chết. Mình vừa mới chụp nhật thương ra luôn. Mấy chiếc bơm này nó không chết các bạn à. Mình phải bắn vô đầu nó mới chết. Mình luyện quá chiếc bơm luôn nè. Mà đâu chết đâu. Rồi nổ xe tùm lum la luôn. Rồi vẫn có con chết. Đó luyện hoài không hết đồ đạn. Vãi đông vãi, càng ngày càng đông kìa. Đội zombie mà cũng biết né đồ đạn nữa hả, ghê thiệt chứ. Rồi bây giờ mình lấy súng nó đi. Mình chơi cái này đi. Đó, quy cung luôn các bạn thấy không, quy cung của cây xích luôn. Trời ơi, bắn còn bay lại nữa chứ. Rồi không được rồi, chơi này không được rồi các bạn ơi. À, cây sáo nồng. Rồi, sáo nồng chơi được nè. Đó, cây sáo nồng thì bắn khá là sướng luôn thôi các bạn ha. Quá đã. Đó, nó có thể là hả kèm thêm con dây nữa nè. Ok, và cái video của mình về survival PUBG để mình kết hợp với lại zombie sinh tồn trong năm tới đây là kết thúc rồi các bạn ha. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và các bạn nếu thích thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là có ý kiến gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới video của mình ha. Và mình sẽ xem xét và mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Giống như là yêu cầu hôm nay mình làm vậy nè. Đó. Ok, và chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của Stormy Gaming nha. Bye bye tất cả các bạn.